đạo tràng ở chúng ta, đặc biệt khu vực Sơn Tây, Xuân Khanh. Thời gian gần đây là một số các Phật tử là đi theo bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, đi theo một cái cô gọi là chữa bệnh chỉ chuyên bằng hát. Chỉ có hát mà chữa bệnh thôi. Hát mà chữa bệnh, hát những cái bài hát dân ca rồi các thứ bắt đầu là chữa bệnh. Và tôi chưa biết, tôi chả nghe bao giờ. Sáng nay nghe cô anh em lên bảo là, tôi bảo là thôi cái đấy đều hát thôi. Mà hát mà họ chữa được bệnh thì cái đều hát là chữa bệnh có sao đâu. Sư cô bảo rằng không, không phải là họ hát để họ chữa bệnh không đâu, mà nó còn nhiều vấn đề ở trong đó. Cô ấy nói rằng con có xem qua mấy cái bài báo, họ có viết lúc đầu cũng có những rất nhiều những bài báo gì, thậm chí là những video clip nói về, quay và tuyên truyền về cái việc cô ấy chữa được rất nhiều bệnh chỉ nghe hát thôi. Bệnh ung thư cũng khỏi, rồi vô sinh cũng khỏi, rồi bệnh tai biến cũng khỏi, rồi gì gì bệnh gì đến cũng khỏi. Nói chung là bệnh gì đến cũng được nghe cô hát và nghe cô gì nắm tay truyền năng lượng là khỏi bệnh. Và tôi cũng có xem một cái clip, tôi nghe nói xong thì cô cứ bảo là tôi lên tôi nói, nhưng mà tôi bảo tôi chưa nói một cái gì khi mà tôi chưa được mắt thấy tai nghe cả, cho nên tôi tra ở trên mạng thì tôi thấy là đúng. Đặc biệt cô này là nổi lên từ năm khoảng 2013-14, 12-13-14, năm 13 là nổi rồi, nổi lắm rồi. Bây giờ dạo này không biết còn nổi hay không, chắc là vẫn còn, thì cho nên nhiều Phật tử mới theo như thế. Phật tử theo làm sao? Vì trong đạo tràng chúng ta, tôi thấy có một Phật tử thuần thành thường xuyên vào chùa tụng kinh niệm Phật, đi tuyên truyền cái này. Trong cái clip ở đây có Phật, có mặt Phật tử đó và đang tuyên truyền ở trước một gì ạ? Một cái ống máy quay phim để tuyên truyền cho cái cô Tranh này chữa bệnh này. Chúng ta học đạo mà làm như thế tức là chúng ta thì đang hại các Phật tử đấy. Còn người ngoài đời á, kệ họ đi, chúng ta là Phật tử mà, chúng ta tin sâu nhân quả. Cái người ngoài đời ấy, họ chưa hiểu Phật Pháp, chưa học Phật Pháp, chưa hiểu được nhân quả. Họ đang bị thân bệnh, đang bị tâm bệnh. Thân bệnh tức là tâm cũng bệnh, về thân thì bệnh khổ về ung thư hay là về này về khác vân vân. Còn tâm họ bệnh là vì họ lo, họ sợ họ sẽ bị chết. Cho nên họ bất cứ nghe một cái thông tin nào là có người thầy thuốc nào giỏi ở đâu, họ liền tìm đến. Thì đấy là việc của gì? Của người thế tục, việc của người thế gian. Chúng ta là Phật tử đã được học đạo, theo thầy học đạo ít nhất cũng gì, từ khi đạo tràng tới đây, thầy biết là cái Phật tử này theo thầy học đạo từ khi còn cái nhà này còn đang xây dựng, tức là từ năm 2012-2013 cơ. Các pháp hội, các khóa tu gần như lần nào cũng không thấy vắng mặt. Thế tại sao mình lại không hiểu được cái lý nhân quả, không hiểu được cái lý nhân quả thì chúng ta lại đi tuyên truyền cho các Phật tử trong đạo tràng của mình sang đó để chữa bệnh? Hay là có hoa hồng? Có hoa hồng không? Nếu có hoa hồng, chúng ta tiêu cái đồng tiền hoa hồng đó, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị quả báo rất là nặng nề. Người thế tục, thầy bảo người thế tục họ làm, đó là việc của họ. Chúng ta không gì, cũng không khen ngợi, cũng không phản bác. Vì việc ở thế tục, ở thế gian nó có nhiều các thứ lắm. Chúng ta không thể nào mà chúng ta phản bác người này thì người khác họ lại nổi lên. Chúng ta là người tu hành, Phật dạy chúng ta là gì? Hãy an nhẫn ở trong thế giới xa bà này. Cho nên thế giới này gọi là thế giới kham nhẫn. Hãy an nhẫn để mà tu, lấy giáo pháp của Đức Phật để mà tu. Cho nên chúng ta không đi bài xích, không đi nói rõ. Nhưng mà ở đây trong đạo tràng chúng ta thì thầy không biết là ở khu vực các Phật tử ở Xuân Khanh, ở Sơn Tây, ở Hà Nội chúng ta có nhiều người theo không? Ở đây có nhiều người đang theo không? Giơ tay xem nào. Các anh hùng lên, thầy không mắng đâu mà lo. Có người theo ở đây em dám giơ tay không? Không ai dám giơ á?
Thầy đọc tên gọi người ngay giờ. Giơ tay thì không đọc tên gọi người, không giơ tay thì sẽ đọc tên gọi người. Có dám không? À, có kia, có Phật tử đứng kia đó, thế hai Phật tử đứng kia, vài Phật tử đứng lên thì xem nào, đứng lại đi xem nào, đó, đấy, thế có chữa được bệnh không? À, lên đây xem nào. Mấy người lên đã ra khỏi xấu hổ. Không sao, không sao, không sao. À, cái này khi mà không biết thì có lên, nhưng mà giống như mà cái trường hợp mà một cái thầy ni ở dưới Ninh Bình hay Thái Bình thì chữa bệnh mấy năm trước, thầy nói 2-3 năm trước á, bảo là bị nghiệp á, thì chỉ cần đi tu, không cần phải tu, không cần phải sám hối, chỉ ngồi và cầu tiêu á, là tiêu hết nghiệp á. Đi vào trong cái nhà xí để ngủ sẽ gì? Sẽ tiêu cái nghiệp. Vì sao là tiêu nghiệp? Vì cái nhà xí người ta gọi là cầu tiêu. Cầu tức là cầu phúc, tiêu tức là tiêu nghiệp. Cho nên cứ làm cái chiếu quái vào trong cái nhà xí là ngủ, thế là tiêu hết nghiệp. Và không cần phải tu, chỉ cần ăn cái gì ạ? Ăn trứng. Mua nhiều quả trứng ăn đó thì sẽ trứng được quả, trứng được thánh quả. Cho nên không cần phải tu chỉ. Đấy, đoàn Phật tử Hòa Bình đó, Phật tử thành phố Hòa Bình đi cả mấy đoàn đi đó, tổ trưởng của tôi không đi thì mới đau tôi chứ này. Tổ trưởng cũng khai với tôi là gì? Tổ trưởng khai là khi xong việc rồi mới khai với tôi: bạch thầy, con cũng mua mấy quả trứng nhưng mà sám hối thầy là con cũng ăn một quả, nhưng mà con thấy là như bị lừa hay sao, là con mới lảnh lảnh con về. Đấy, tổ trưởng đấy, không đơn giản đâu. Thời mạt pháp này khó để nhận ra cái gì là thật là giả lắm. Đâu rồi? Thế thôi, không cần phải nói tên, không nói tên. À, thế nào? Thế thì Phật tử sang đây lâu chưa? À, con xin trước hết là con xin chư Phật, chư Bồ Tát, con xin thầy là con có hiện nay là con cũng có là uống thuốc mát nhà cô là 2 tháng. Thế nhưng mà theo như là cái duyên lành thì con trước khi con trong người con rất là nhiều bệnh, con vẫn hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng, và sáng con tụng kinh Phẩm Phổ Môn, chiều con tụng kinh Địa Tạng, tối con ra đạo tràng để niệm Phật, lễ Phật, y học. Đấy, thì sau khi mà cái bệnh của con thì nó rất là nhiều, từ trước đến giờ thì con cảm thấy cũng theo về Phật Pháp là con cũng đã tiêu được đi rất nhiều rồi. Nhưng mà trước khi mà chưa gặp được Phật Pháp thì con có bị nghiệp chướng của con là con ngã nhiều lắm. Con ngã thì là gối nó cũng dạ, mà tất cả trên thân thể của con thì hầu như là chỗ nào cũng bị, hai gối tay cũng dạn, và nói chung là nhiều bệnh. Thế thì con cũng được xem trên mạng nói về tiếng hát của cô Tranh, thì con cũng đã sang và con cũng đã uống lá thuốc mát của cô là được 2 tháng nay, mà cái lượng thuốc của cô không đáng bao nhiêu tiền cả, mà cô nếu như nói về ở đây thì cũng không được thiên lộ thiên cơ, nhưng mà duyên của con lại gặp được, mà con đã được đọc 3 quyển Nhật hồi ký của cô từ khi cô xuống phàm. Cho cô là cô đã chữa bệnh là 21 năm cho tất cả người dân ở khu đó, không riêng vì con người, kể cả súc vật, trâu bò, lợn gà ốm đau là cô chữa được hết. Và đồng thời có người mất xe máy, công lông, xe đạp, hoặc là mất gà, mất vịt, mất trâu là cô đều tìm thấy. Thì con cũng đã được nhờ duyên lành, con vừa đọc được hồi ký của cô 3 quyển, nhưng mà cô không cho nhiều người, nhưng mà duyên là con cũng có cái duyên lành mà con được đọc. Thế thì bây giờ con nói trên đây thì cũng chưa hiểu được tâm linh, giữa tâm linh và người phàm thì chưa hiểu được hết. Thế nhưng mà bản thân con là con thấy chuyển về bệnh. Thứ nhất là con ngã,
gãy cái xương quai hàm, xương quai xanh và cái xương đòn. Thì con uống 2 tháng nay thì trước là nó sệ một cái bên cái ức hầu ở ngực này này, nó sệ hẳn xuống. Thì đến hôm nay là sáng qua con tự dưng con soi gương con phát hiện con là ô, cái này khỏi rồi, nó nâng lên rồi. Và con thấy trong người con, kể cả nửa người bên trái của con là con đã bị từ bé đấy. Thế nên khi là con đi uống thuốc này thì con tự dưng là con thấy mắt nó cũng đẩy ra một cái vật, có nghĩa là nó như nói đầu tăm ấy. Thì con bấu con thấy cứng cứng thì nó ra, và đồng thời con bảo lại nốt cơm ở tay con cũng thấy mất. Thế thì con thấy là mầu nhiệm quá, mà cô rất là, trong hồi ký của cô là cô toàn viết về nhân quả thôi. Cô ai tu thiện thì sẽ gặp được phúc, ai làm ác thì sẽ là không gặp quả tốt. Được rồi. Dạ vâng ạ. Cái thuốc đó thì thầy không biết là cô uống thì mỗi người cũng cùng một loại thuốc đấy hay là mỗi người một khác. Xưa thầy là cùng một loại, nhưng mà cô hàng ngày cô phải đi lên rừng, lên núi để cô lấy nương năng lượng của vũ trụ. À. Dạ vâng ạ. Thế nên là cứ sáng thì khoảng cô đi lấy cả đêm, đi lấy lá. Có thể cô đi học, bây giờ cô có 2 bằng giỏi, là bằng tuệ tĩnh và bằng nương y như từ mẫu đấy. Cô phải đi học làm gì? Tiên rồi làm gì phải đi học? 21 năm là cô đã giúp cho dân lành, nhưng là vì là có người xấu, người ta bảo là người ta mới phá, người ta bảo không có bằng cấp không được làm, người ta cho là một người thầy bói. Thế là năm 2010 thì người ta đã, kể cả từ Trung ương Đảng cho đến tất cả bên gọi là thầy Quảng Di Tùng của Hội gì Phật giáo Việt Nam ấy, cũng có về là kiểm tra lại xem là cái từ trường của mỗi một con người thì không quay được. Thế nhưng mà con đọc ở đây hồi ký của cô thì rất là thương tâm, mà khổ lắm từ khi cô xuống phàm là như thế. Cho nên con mới bảo là đúng là mình bây giờ cuộc sống này mà con gặp được làng tiên, một vị Bồ Tát ở tại cõi này, thế nên là con thấy sung sướng quá. Các con thì chưa hiểu, nhưng mà riêng năm chồng con là Vũ Đức Thìn mà đầu năm mà xin thầy xoa đầu để khỏi đau đầu ấy ạ. Thì nhà con cũng bảo không biết là thầy Thịnh xoa đầu khỏi hay là uống thuốc của cô. Không, mà thầy từ không bây xoa giờ đầu khỏi đâu. Cô Tiên đấy, đấy là cô Tiên đấy. Dạ vâng ạ. Đấy cô Tiên. Con cũng thấy là bản thân con rồi. Dạ. Tốt rồi, cô vâng. Tiên, cô Tiên rất tốt rồi nào. Đưa qua cho, đưa mic cho bà cụ bên cạnh xem nào, cũng ở đảo Tràng Sơn Tây đúng không? Thưa bạch thầy, con không ở Sơn Tây. Ở đâu? Nhưng mà con ở Hà Nội. Ở Hà Nội đúng không? Viện Khoa học Lâm nghiệp. Hả? Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Từ Liêm rồi, được rồi. Dạ, thế cụ chưa hỏi bệnh gì ở đấy rồi? Thưa thầy, con xin lỗi thầy là con đến đây cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà khi thầy giảng thì con cứ bị ma ngủ, nó làm cho con không biết gì cả. Và ngay vừa giờ này là con cũng đang ngủ mà vừa giờ, nhưng mà con khao khát gặp thầy quá nên là con cũng mạnh dạn con lên đây thôi. Và chứ không phải đi chữa bệnh ở đấy à? Thưa thầy là vì hàng ngày thì con ở đây cùng với các thầy đang hỏi con đi sang chữa bệnh ở bên cô Tiên chưa? Thưa thầy, con chưa bị điên, nhưng mà chưa gặp cô Tiên à? Dạ. Gặp cô Tiên chưa? Chưa. Thế thì thôi, thế được rồi, thầy đang gặp cô Tiên rồi, thôi được rồi. Thưa thầy, con không bị cái nghiệp chướng như thế này, con cũng sao? Dạ. Và cô cứ đi về chỗ đi, để sao? Con không được gặp thầy nữa. Hả? Thôi, bây giờ thầy đang giảng làm sao đã gặp được lúc khác. Dạ, vâng, thầy, rồi. Con xin phép được gặp thầy sao? Rồi, gặp sao? Thế là lợi dụng chuyện cô Tiên để lên đây để gặp thầy thế này. Thế được rồi, lúc khác đang giả không ấy được.
À, lại một cụ nữa đi gặp Tiên đây à? À, nói xem nào, nói đi gặp cô Tiên này. Ừ, nói vào loa đi. A Di Đà Phật ạ. Năm 2012 thì con về Hà Nội, con hướng dẫn cho một cái lớp mà học diện chẩn ạ. Thì năm đấy thì có anh tiến sĩ y khoa Trần Thống Nhất, thì anh đã lên, anh ý nghiên cứu các nhà ngoại cảm Việt Nam đã lên trên Vịnh Yên để nghiên cứu cô Tranh là người hát ra năng lượng để chữa bệnh. Thế thì là anh dẫn con lên một lần thì con biết như thế. Nhưng sang năm 2013 thì con bị một cái bệnh người ta gọi là bệnh phong rút ạ. Nó rút của con từ cái gân, từ gót chân lên cái hông này của con, nó to bằng quả trứng vịt. Phía đằng trước cái bẹn nó to bằng cái ngón tay cái và nó dài 10 phân, nó chèn đây. Thì con ngồi là con không nhấc được hai cái tay lên đùi của con. Thế con gọi điện cho anh Nhất thì anh ấy gọi điện cho cô Tranh. Thì cô Tranh bảo bác bảo bá lên đây. Thì bắt đầu cô bảo con, thì cô vỗ cho con từ lưng xuống chân 5 lần, cô bắt con đứng lên thì là con đi được. Và lúc đấy sân nhà cô có khoảng 200 người. Thế thì người ta rất ngạc nhiên, bởi vì cô vỗ cho con có 5 lần con đi lại bình thường. Xong đấy thì con uống thuốc của cô thì 10 ngày nó tan hết các cái cục đấy. Trong khi đấy thì con có một bà chị con làm về thuốc đông y á, con gái của cụ Lang Cần ấy, à, con gái của Lang Khoát. Chị bảo con, em ơi em bị phong rút, nếu em không chữa được thì sau một chân cao một chân thấp cách nhau 10 phân. Thế thì con bạch với thầy thì là bắt đầu từ đấy thì con lên con uống cái lá cây của cô Tranh. Thì phải nói là cô Tranh thì hàng ngày cô chữa giúp cho dân lúc ý là đã 22 năm. Như ban đấy chị Hà nói đấy ạ. Thế thì cô đi chữa mà thậm chí những khi mà cô thấy nhiều người ung thư quá thì cô nhịn ăn 1 tháng rưỡi để cô đi lấy năng lượng, cô truyền tần sóng cho mọi người. Nhưng lúc đấy ở trong làng cô ấy, thì người ta đến ở cái làng Me ấy, là người ta lấy một cái tượng thì cô gọi đấy là cái bạch y. Thì ở làng Me người ta vứt bỏ, thì có một cái cháu nhà cô nó lên làm xây dựng ở đấy, nó mang cái tượng đấy về. Thì cô Tranh bảo chết rồi, cái này phải đi làm lễ bỏ đi, không thì ở làng mình chết nhiều người lắm. Thế người ta không nghe thì 10 ngày thì chết 4 mạng. Thế xong bắt đầu là cô về cả chỗ thầy Thích Quảng Tùng. Xong là cô xin thầy làm lễ các thứ, rồi cô đi lên núi cô lấy năng lượng để cô hóa giải. Và xin thưa mấy thầy là năm 2013 thầy Thích Quảng Tùng đã hóa giải một cái vong rất là nặng, mà lúc ý là thầy bảo nó là nó thành tinh mấy chục năm rồi, vào một cái bệnh nhân đấy mà không thầy không giải được. Thì thầy mang lên cô Tranh và thầy nhờ cô giải, thì 10 phút sau thì nó ra. Thế thì chúng con từ hồi đấy con vẫn uống thuốc. Và con bạch với thầy là con ấy, cái chướng của con nó rất là lớn. Mà ví dụ như con ngồi con niệm Phật này thì tự nhiên có một cái dòng năng lượng nó cứ xoáy vào lưng con, mà con sờ tay vào nó nhớt nhèo. Và bây giờ ở giữa lưng con nó lỗ chỗ rất là nhiều. Thế thì bây giờ con lên cô Tranh thì con uống cái nước đấy thì bây giờ là nó hết được cái phần đấy rồi. Và cái thứ hai mà khi mà con lên con nghe hát ý, thì con xin thưa mấy thầy là ở trên cái đầu con, ví dụ như là buổi tối buổi sáng con tụng kinh Địa Tạng hoặc con tụng chú Đại Bi thì con cứ cảm giác nó như có một cái cục gì nó to, nó hình chữ nhật, nó dài mà nó cứ đâm thẳng vào cái đầu con xuống tận lưng con. Thì cứ mỗi một lần con lên con hát thì nó cứ rút dần nó hết, thì bắt đầu đêm đấy con lại ngủ được. Thì con bạch mấy thầy là vì cái bạch y đấy cho nên ở dân ở đấy thì người ta cứ thấy là cô là tất cả thuốc bằng lá cây đấy nó chỉ là phương tiện để cô truyền năng lượng. Còn cô thức suốt đêm, cô đi lên các dãy, có những hôm cô đi hết cả dãy Tam Đảo, cô lên hết cả dãy núi Ba Vì để cô lấy năng lượng. Thì con không biết cô đi bằng kiểu gì, thế nhưng mà buổi sáng cô về đến nhà mà hôm nào cô hát là cô không kịp ăn. Có những hôm cô mệt, cô xỉu, cô muốn xỉu lắm, thế nhưng mà cô cố gắng cô hát truyền năng lượng. Hôm nào mà cô nhìn thấy ở sân nhiều người bị bệnh ung thư, cô hát đến 24-25 bài. Thế thì đến năm 2013 thì người ta mới vin vào cái cớ là tại làm sao ở cái sân bóng nhà cô là kín, lúc đấy phải khoảng độ 3.000 đến 4.000 người ở sân, ngồi hết ở tầng 2, tầng 1, ngồi hết ở nhà ngang, nhà dọc của cô, ngồi hết cả sân cả vườn. Thế thì người ta mới, cô không cho ai lấy tiền xe ô tô và tiền xe máy. Thế thì nhà dân ở đấy người ta cũng rất tốt, bởi vì được cô cứu rất nhiều thì người ta xây dựng cái sân lớn để người ta cho nhân dân để nhờ xe máy. Thế thì ở xã là người ta không thu được tiền xe máy,
Thì cô bảo nếu thu tiền xe máy thì bệnh nhân người ta không khỏi bệnh. Thế cho nên là bắt đầu người ta mới túm vào, mà nhân là cái tượng bạch y cô bắt bỏ đi thì người ta không bỏ, cho nên là làm chết rất nhiều người ở đấy. Thế chính vì thế cho nên là anh em dòng tộc nhà cô, nghĩa là những anh em bên nhà chồng cô ấy thì ghen ăn tức ở, bởi vì không thu được tiền thì có con làm ở xã, rồi có người làm thân ở huyện, và hiện nay bà phó chủ tịch huyện đã giúp đỡ cô ấy và đã giúp đỡ những cái người kia 17 gia đình phá cô ấy. Và bắt đầu người ta đến tận cổng nhà cô, người ta giải truyền đơn, người ta mang ô tô, người ta mang loa đến, người ta tuyên truyền là cô Tranh là mê tín dị đoan, nhưng mà chúng con ngồi, chúng con vẫn ngồi, chúng con nhận năng lượng để chúng con chữa bệnh. Thế thì đến lúc đấy thì bà Doan phó chủ tịch nước, rồi các cái nhà ngoại cảm, ví dụ như ông Nguyễn Phúc Giác Hải, các cái đoàn nhà ngoại cảm rất nhiều, rồi ông Tạ Mai, các cái đoàn báo, rồi báo báo pháp luật, các báo đều lên trên đấy và đều nhận được. Thế nhưng mà vì là bà cô ấy không có, cô không có giấy chứng nhận, cho nên bà Doan bảo thôi em hãy nghỉ đi, năm 2013 em nghỉ em đi học. Thì đến bây giờ cô học, cô có bằng, rồi bây giờ là ở làng, bây giờ người ta lại tuyên truyền ai ốm thì lên bài Tranh chữa. Con xin thưa mấy thầy là cô ấy dùng năng lượng rất là lớn, nếu như có điều kiện con mời thầy lên, thầy Thích Quảng Tùng lên nhà cô rất nhiều lần. Con xin thưa mấy thầy như thế, thầy hãy, bởi vì là chúng con biết là năng lượng của thầy cũng rất lớn và cái phước của thầy rất lớn, cô Tranh cái phước của cô cũng lớn mà năng lượng rất lớn, cô giúp được rất nhiều người. Mà chính bản thân nhà con đây này, cái phổi nhà con nó bị lép các cái phế nang, mà bây giờ nói thế là thầy hiểu rồi. A Di Đà Phật ạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Ngay ngày hôm nay ai có bệnh đây cứ theo Phật tử này sẽ dẫn lên nhà cô Tranh. A Di Đà Phật ạ, bệnh hiện nay khỏi cô hết. Chữa rất nhiều bệnh ung thư, chữa rất nhiều khỏi hết. Nào xin bệnh gì ung thư cũng khỏi, nào rồi cái gì cũng khỏi. Đấy, đúng ạ. Nhớ cho Phật tử này nhá. Xin các vị đến nhà cô Tranh ạ. Rồi và đừng có bao giờ đến chùa Khai Nguyên nữa. Và ngay ngày hôm nay khổ thầy đến đây để xin mời cổ đi xuống như thế. A Di Đà Phật. Rồi. Bà Xuân ở tổ Sơn Tây. Ngay ngày hôm nay những Phật tử này chính thức không ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta nữa nha. Bởi vì theo thầy bao nhiêu năm nay mà không hiểu cái gì là Phật Pháp cả. Nhưng nghe đọc bài báo đây nè, một cái bài báo sáng nay thầy mới có tìm hiểu sáng nay thôi, cái cách chữa bệnh này. Tất nhiên có rất nhiều người chữa bệnh bằng hát, bắt tay anh họ cô Tranh lên tiếng. Cái bài báo này Phật tử này nói rằng do anh họ, những người trong họ hàng ghen ăn tức ở vì không được tiền. Có cần thầy đọc bài báo này không? Chữa bệnh bằng hát, bắt tay anh họ cô Tranh lên tiếng. Người dân thôn Viên Du thi nhau tố bà Tranh. Người hát và bắt tay để chữa bệnh đã lừa nhà họ như thế nào? Trong đó có cả anh họ bà Tranh. Đây là bài báo hẳn hoi nhé. Thầy đọc nguyên văn, thầy không nói đúng nói sai nhé. Chúng ta phải tự lấy trí tuệ ra mà suy nghĩ. Kiên quyết ngăn chặn trò khám chữa bệnh lừa đảo, mong muốn tìm lại bình yên cho xóm làng. Người dân thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã sát cánh cùng nhau lập các barrier để ngăn chặn người bệnh vào làng, tuyên truyền lật tẩy sự bịt bợm của bà Phan Thị Tranh. Viên Du như thời chiến. Trước đó báo chí đã có bài phản ánh về sự cáo buộc của chính quyền trong việc ngăn chặn cách chữa bệnh lừa đảo của bà Phan Thị Tranh. Ngay sau đó người dân cũng vào cuộc. Sáng ngày 6 tháng 12 tại thôn Viên Du, tám ngã đường rẽ vào nhà bà Phan Thị Tranh đều được căng barrier. Rất nhiều người dân và cán bộ xã, dân phòng, các bộ cán bộ mặt trận, nhiều đoàn thể cùng túc trực quanh chạm gác. Đó, bài báo nó còn một chút nữa, còn một chút nữa cái ấy về các vị có thể tìm đọc, thầy không tiện đọc nhiều lắm ở đây, nhưng mà người dân bức xúc. Ông Bùi Văn Thăng, 55 tuổi, người thôn Viên Du, cho biết ông có hai người em ruột đều bị ung thư. Tin lời lừa phỉnh, hai em ông đến nhà cô Tranh để nghe hát truyền năng lượng,
uống thuốc tiên mà không đi chạy chữa ở bệnh viện. Đến khi bệnh nặng mới đi bệnh viện thì đã quá muộn. Chỉ sau hơn một năm được cô Tiên chữa bệnh, hai người em của ông Thăng đều đã qua đời. Đầu tiên là em trai Bùi Văn Tính, sinh năm 1972, bị ung thư gan. Cô Tranh đã dỗ sang nhà cô ăn ngủ để hưởng năng lượng. Thậm chí tối tối cứ 12 giờ cô lại gọi điện thoại cho anh Tính để truyền tần sóng qua điện thoại, chỉ một thời gian sẽ khỏi. Nhưng anh Tính đã mất tháng 4 năm 2012. Em gái Bùi Thị Mắn, sinh năm 1961, khi mới phát hiện bệnh ung thư, phổi của bà Mắn chỉ có một chấm nhỏ mờ. Bà Tranh sang tận nhà hứa sẽ chữa khỏi 100%. Bắt tay nghe hát được mấy tháng, bà Tranh phán bệnh của chị Mắn đã khỏi đến 80%. Nhưng rồi bà Mắn vẫn qua đời vào tháng 8 năm 2012. Bác sĩ nói nếu em gái tôi đi chữa ngay khi bệnh ở giai đoạn 1, có thể sống ít nhất 5 đến 7 năm nữa. Không chỉ em tôi, cả thôn còn 3-4 người khác cũng qua đời vì ung thư. Chẳng ai khỏi bệnh cả. Ông Thăng bức xúc, hiện giờ ông Thăng trở thành tuyên truyền viên tích cực của xã. Ông Nguyễn Văn Chúp, 58 tuổi, hàng xóm của nhà bà Tranh, rất phẫn nộ về việc bà Tranh đã lừa đảo người bệnh khắp nơi và biến thôn Viên Du thành một bệnh viện chứa chấp người bệnh từ tứ xứ đổ về, toàn bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Nhiều người ngoắc ngoải sắp chết kéo đến trú ngụ ăn ở tại địa phương. Ngay cả người nhà của bà Tranh là ông Nguyễn Xuân Vĩnh, 65 tuổi, anh họ bà Tranh, bố bà Tranh là em bố ông Vĩnh, ông Vĩnh là anh con ông bác, bà Tranh là con ông chú, cũng cho biết, ông Vĩnh cũng cho biết cả họ nhà ông không ai đến nhà bà Tranh chữa bệnh. Ông khẳng định bà Tranh không có tài năng gì, chưa bao giờ biết bốc thuốc. Ông Nguyễn Văn Vệ, người dân thôn Viên Du cho biết vào sáng sớm ngày mùng tháng 6 12 đã có hai xe tải cỡ nhỏ chở thuốc từ nhà bà Tranh ra đi ra. Một số người theo dõi đã cho biết bà Tranh không phát thuốc trong nhà nhưng hướng dẫn người bệnh ra ngoài xã Thanh Vân và phát thuốc cho họ tại một số điểm. Chúng tôi ngại về việc ngăn chặn bà Tranh chỗ này thì bà Tranh sẽ chạy sang chỗ khác để hành nghề. Vì vậy, lãnh đạo địa phương, huyện, tỉnh cần có những biện pháp quyết liệt hơn để có thể dẹp bỏ triệt để việc hành nghề sai pháp ấy, bịp bợm lừa đảo như vậy. Dân chúng tôi cùng bức xúc lên án tại sao lãnh đạo lại không quyết liệt ngăn chặn. Ông Vệ đặt câu hỏi. Đấy là một đoạn bài viết. Còn đây chú Đáng phòng thông tin chắc mới xem những cái thông tin mới này. Mẹ vẫn chết, con phát điên khi nghe bà Tiên hát ở Vĩnh Phúc. Đây là một bài báo viết ngày thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2014. Người mẹ bị ung thư, tin vào thần y, chết vẫn hoàn chết. Người con gái vốn khỏe mạnh, mê muội sùng bái thần y đến phát điên. Cả ngày làm nhảm về sự chết chóc rợn người. Chỉ bởi niềm tin mê muội vào năng lực siêu nhiên của bà Phan Thị Tranh, 50 tuổi, thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Người tự xưng có khả năng chữa bệnh bằng tiếng hát, cái bắt tay và những thứ thuốc lá không rõ nguồn gốc. Ba người trong một gia đình lâm vào cảnh bi đát tang thương. Người mẹ bị ung thư tin vào thần y, chết vẫn hoàn chết. Người con gái vốn khỏe mạnh, mê muội sùng bái thần y đến phát điên, cả ngày làm nhảm về sự chết chóc rợn người. Mẹ mất, con hóa điên. Đó là hoàn cảnh đau lòng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thanh, 38 tuổi, trú tại phố Đông Hòa 1, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
có cả địa chỉ đấy. Chỉ vì tin theo khả năng vô thực của bà Phan Thị Chanh mà giờ đây rơi vào thảm cảnh. Nhận thông tin từ phản ánh của độc giả, phóng viên báo gia đình gì đây? Gia đình đời sống à? Cuộc sống à? Gia đình ở cuộc sống à? Phóng viên báo gia đình cuộc sống tìm đến nhà chị Chanh thăm hỏi, tiếp chuyện ông Nguyễn Duy Hưng, 74 tuổi, bố của chị Chanh buồn rầu, theo chân ông Hưng vào nhà, cảnh tượng chị Thanh co quắp nằm trên chiếc đệm, lầm rầm nói nhảm về những cái chết, khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Khoảng 3 năm trước, chị Chanh vẫn là người đàn bà khỏe mạnh, tháo vát thì nay chị hóa điên, hóa rồ. Nguồn cơn xuất phát từ niềm tin mê muội vào thần y Phan Thị Chanh. Thấy người lạ, chị Chanh ngồi xổm xuống nền nhà, đầu tóc xóa rượi, mắt lờ đờ và luôn miệng nói: chết hết rồi, chết hết rồi, khám nghiệm tử thi rồi, khám nghiệm lại làm gì? Không kìm được nỗi đau, ông Hưng xót xa kể: khoảng 3 năm trước, vợ tôi bị ung thư gan, xuống bệnh viện 103 khám chữa. Sau khi xạ trị 2 lần, bác sĩ hẹn 6 tháng sau tái khám. Nhưng vợ ông không đi tái khám, mà nghe lời đồn, tin theo bà Thanh, đến nhờ bà này chữa trị gần 3 năm. Ngày nào bà ấy cũng uống thuốc của cô Chanh, nhưng tháng 7 âm vừa rồi, bà ấy chết. Giờ khổ thân con tôi, nó lại phát điên, phát rồ như vậy. Ông Hưng rớm nước mắt. Gặp phóng viên, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, 45 tuổi, phố Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chị gái của Thanh vô cùng bức xúc. Theo lời chị Oanh, cũng bởi tin theo nữ thần y, dù không có bệnh, nhưng để có thêm năng lượng, nên ông Hưng, cha chị cũng uống thuốc của người đàn bà có khả năng dị thường trong vòng 1 năm. Và kết quả là tay chân cha chị đã bị phù nề. Chỉ khi mẹ chị mất sợ hãi, cha chị mới thôi không dùng tiên dược ấy nữa. Theo chị Oanh, chị Thanh, em gái chị bởi mê muội uống thuốc và sùng bái bà Chanh suốt hai năm trời, nên nay mới trở nên điên loạn. Bà uống, ông uống, con bé Thanh uống thuốc rễ cây vớ vẩn của bà Thanh, của bà Chanh. Ngày nào cũng nấu 3 xoong to. Chúng tôi khuyên bảo nhưng không được. Nếu sờ vào thì bà chửi là phải vía thuốc không linh nghiệm. Bà uống rồi chết, còn ông với con bé Thanh chả bệnh tật gì cũng uống. Giờ ra cơ sự đau lòng này, chị Oanh uất ức. Chị Oanh kể tiếp, em gái chị vốn nhanh nhẹn tháo vát, thường nhật làm nghề thợ may và bán quán nước kiếm sống. Vào một buổi chiều cách đây 1 tháng, chị Oanh nhận được điện thoại em gái bị ma nhập tại nhà ông Chanh, phải lên đón về. Lên đến nơi, chị Thanh đầu tóc xóa rượi, quỳ gối và lẩm bẩm nói nhảm tại tầng 2 nhà bà Chanh. Bà Chanh bảo tôi đưa người nhà về, chứ bà ta sợ ma lắm. Tôi đưa cái Thanh về mà rất bức xúc. Cả tháng nay nó cứ điên rồ, luôn mồm nói sắp chết hết cả rồi. Chỉ tại mấy năm trước, bố mẹ tôi và cái Thanh tin theo bà Chanh. Nào là lấy thuốc về uống thì bà chết. Ông bị sưng phù tay chân, sau sợ quá không uống nữa. Còn con bé Thanh vẫn mê muội tin theo. Suốt ngày nó áp điện thoại vào tai nghe bà Thanh hát. Nó bảo cô nói phải tin theo cô, làm gì cũng phải nghĩ đến cô, thuốc mới linh nghiệm. Ăn ngủ đi tắm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nghĩ đến cô. Nó bỏ bê công việc, cả ngày nghe nhạc bà Chanh. Mới ngắm ảnh bà ấy, sống như thế làm sao mà không thần kinh chứ? Chị Oanh rầu rĩ. Thần y siêu bịa. Ông Nguyễn Văn Quang, bí thư chi bộ thôn Viên Du,
xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, nơi thần y Phan Thị Chanh cư trú và chữa bệnh kể. Năm 2011, chú ruột tôi bị một con chuột cắn vào ngón tay, sau phải đi bệnh viện chữa trị khỏi. Về sau, ông tò mò đến nhà bà Chanh chơi. Bà này tuyên truyền ông bị hoại tử cả cánh tay, nhờ bà ta hát cho lành lặn lại. Đó là sự bịa đặt nhảm nhí. Bà Chanh đã thêu dệt sai sự thật về nhiều trường hợp trong thôn để lăng xê cho bản thân hòng trục lợi. Theo đó, việc bà Chanh hành nghề y trái phép có sự tiếp tay của một số đối tượng xấu. Những đối tượng này một phần là các cò mồi hoặc những người dân nhẹ dạ chưa kiểm chứng thông tin đã vội tin theo bà Chanh. Họ phải lên trang mạng xã hội nhiều video, trong đó bà Chanh làm MC tự ca tụng những ca chữa bệnh cứu nhân độ thế thần kỳ đã làm. Ví như chuyện một phụ nữ trong thôn có em rể làm công an bị tai nạn, được thần y cứu sống khi sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, hay một cụ bà bị bệnh hiểm nghèo cũng được bà Chanh cứu sống. Hy hữu hơn, bà Chanh phán một gia đình trong thôn nuôi 9.000 con gà, phải đến nhờ bà ta cứu, không thì đàn gà chết và người nhà cũng gặp nạn. Sau đó, nhờ khả năng siêu phàm, bà Chanh đã giúp đàn gà 9.000 con và chủ nhân tai qua nạn khỏi. Vậy nhưng tìm hiểu của chúng tôi, đó chỉ là câu chuyện thêu dệt, phù phiếm mà thần y đã siêu bịa nhân. Không hề có chuyện gia đình đó nuôi 900 con gà sắp gặp nạn phải nhờ bà Chanh cứu chữa. Chính bởi bà Chanh thêu dệt sai sự thật về nhiều người trong thôn nên cả thôn hầu như không tin bà ta. Chỉ có khoảng 30 người là tay chân có quyền lợi sát sườn với bà Chanh nên ra sức bênh vực bảo vệ. Bí thư chi bộ thôn Viên Du khẳng định. Theo chính quyền địa phương xã Thanh Vân cho biết, trong số hàng ngàn bệnh nhân mê muội tin theo bà Phan Thị Chanh, có nhiều người ở xa từ thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Huế, v.v. bị bệnh hiểm nghèo, gia cảnh nghèo khó, lầm tin vào khả năng chữa bệnh của bà Chanh, đã đi vay nợ để lấy tiền tàu xe tìm ra chữa bệnh, cuối cùng thất vọng khi phát hiện bị lừa gạt, buồn bã ra về. Đau lòng trong số đó nhiều người cả tin mà bệnh tình nặng hơn. Có người từ bệnh nhẹ thành nặng, không thể cứu chữa. Vào những lúc cao điểm khi chính quyền địa phương tìm cách ngăn bệnh nhân, giải thích cho họ hiểu, một số bệnh nhân quá tin theo thần y, đã mê muội theo chân cỏ mồi, chui qua cả lỗ tường khoét ở một hố xí để vào gặp bà Chanh nhờ chữa trị. Kiên quyết xử lý. Xung quanh chuyện chữa bệnh trái phép hoang đường của bà Phan Thị Chanh, thời gian gần đây nhờ sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự của xã Thanh Vân đã yên lành trở lại. Số lượng người bệnh tìm về chỉ còn lác đác một vài người. Tuy nhiên, trong thôn lại xuất hiện các tin đồn việc bà Chanh sắp được Bộ Y tế cấp phép hành nghề. Tin đồn này nghi là do các đối tượng cò mồi, chân rết của bà Chanh loan truyền, hỏng lôi kéo, lừa gạt bệnh nhân cả tin. Ông Nguyễn Văn Chiến, trưởng thôn Viên Du bức xúc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi dư luận xôn xao về khả năng dị thường của bà Phan Thị Chanh, cuối tháng 11 vừa qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo sát sao Sở Y tế Vĩnh Phúc vào cuộc kiểm tra cơ sở hành nghề của bà Phan Thị Chanh. Đoàn thanh tra phát hiện bà Chanh không có bất cứ chuyên môn gì về y học, không có chứng chỉ hành nghề. Theo đó, đoàn kiểm tra khẳng định bà Chanh lợi dụng mê tín dị đoan để lừa bịp những bệnh nhân nhẹ dạ. Những băng đĩa phát tán quảng bá sai sự thật về bà Chanh đã khiến nhiều bệnh nhân cả tin ồn ồn kéo đến xã Thanh Vân, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý nghiêm tình hình vi phạm
của cơ sở chữa bệnh trái phép này đã được kiểm soát. Đó là cái bài viết mới gần đây. Mấy năm trước, khoảng độ tầm 5, 6, 50 năm trước gì đó, chúng ta thấy cũng có một thần y ở tỉnh Vĩnh Phúc là nam giới đúng không? Ở trên rừng ấy. Có không? Có, một thần y ở Vĩnh Phúc mấy năm trước, khoảng chục năm trước, trên dưới trên 10 năm trước gì đó. Lên ai lên đó cũng chỉ có một gì, tất cả cũng bảo chữa được tất cả các bệnh. Và ai lên đó gặp cái thần y đó ngày xưa là nam, bây giờ thì lại là nữ. Và lên đó chữa bệnh thì cũng được cho uống một vài cái giấm cây đó, không biết là cái cây gì. Nhưng mà về thì cứ bảo là chữa được bệnh. Mà ở Sơn Đông đây này, bà Thanh đâu rồi? Bà Khang này, bà Phật tử bà Khang này, bà Trung này, tổ trưởng, tổ phó đây cũng đi đâu đấy. Mấy năm trước cũng sang đấy để chữa rồi đó. Nhưng cuối cùng lại phải quay về chùa Khai Nguyên, vẫn phải đi bệnh viện. Vẫn về chùa Khai Nguyên tụng kinh và vẫn phải đi bệnh viện thì mỗi khi bị ốm bệnh. Đó. Chúng ta biết mà, Đức Phật nói có sinh, lão, bệnh, tử. Có thân này thì sẽ có già, có bệnh và có chết. Có khi không già mà vẫn có bệnh, và điều chết ai cũng không thể tránh được. Ở trên đời này có một số thì thần y phải là những cái thần y họ được học hành, họ chữa bệnh hoặc họ được chân truyền. Ví dụ họ được gia truyền, hoặc là phải được học hành, họ chữa bệnh nó phải có gì? Có lá cây, các loại gì đó. Mà bây giờ bảo lá cây chỉ là phương tiện mà chỉ đi hát mà truyền năng lượng. Nó có khác gì một số những các tổ chức và thiền chữa bệnh bằng gì? Bằng tâm năng hay là bằng điện năng đâu? Đúng không? Mấy năm trước là rầm rộ lên cái chuyện chữa bệnh bằng điện năng, ngồi chữa bệnh xuyên qua tường, có không? Có trường hợp đó. Chuyện bằng tâm năng có thể ở đây, nghĩ ở gì? Nghĩ ở trong gì? Thành phố Hồ Chí Minh gì? Họ nghĩ đến, chỉ cần tên tuổi người đó nghĩ đến cũng khỏi. Trường hợp đó có không? Cũng có. Nhưng không phải là ai cũng chữa được, không phải là bệnh gì cũng chữa được, mà không phải là ai cũng có thể khỏi được. Nếu mà chữa khỏi được hết thì xin thưa các quý vị, những cái người có tiền ở trên cả thế giới này mà, họ kéo về ngay. Những cái người gì? Gọi là có điều kiện kinh tế ở toàn thế giới này, họ về sẵn sàng gì? Họ xây cả một cái bệnh viện cho cô này ngay. Bộ Y tế có thể là gì? Sẵn sàng là mời cô về làm một cái phòng khám nào đó thì thực sự lợi ích để chữa bệnh cho nhân dân ngay. Nhưng nó có thật hay không? Điều quan trọng là có thật hay không? Chúng ta biết mà, những cái sự gì gian dối chỉ có lừa được những người dân nhẹ dạ cả tin, và những người bệnh họ không còn cái phương nào để cứu chữa nữa thì họ cứ nghe là đến thôi. Giống như ở đây này, nhiều người cứ đi tuyên truyền là thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên chữa bệnh giỏi lắm. Thầy có chữa bệnh bao giờ đâu mà cứ bảo thầy chữa bệnh. Đưa cả người điên, người bệnh, người ốm, người đủ các thứ lên đây. Nhưng tôi có phải là thầy thuốc đâu. Đó, cứ đi tuyên truyền nhau như thế. Thì có một vài trường hợp để tụng kinh niệm Phật mà khỏi bệnh. Ví dụ cái trường hợp mà thầy nói kể vài lần rồi đó. Câm điếc bẩm sinh, tụng kinh tự nhiên gì mà khỏi được bệnh cho cháu. Thì cái trường hợp đó là gì? Là bệnh đó là do gì? Nghiệp chướng. Do cái báo chướng ở đời trước nó còn dư lại. Bây giờ gì? Oan gia trái chủ nó. Những cái bệnh đó là bệnh nó do về tâm linh, do con đường nghiệp chướng, oan gia trái chủ nó gì? Nó tạo nên. Thì cái việc tu phúc tích đức giải quyết được cái vấn đề đó, tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc giải quyết được vấn đề đó. Oan gia trái chủ người ta được siêu thoát thì bệnh tình mình sẽ thuyên giảm và nhẹ thôi. Này, cũng có một hạng người gì? Oan gia trái chủ không siêu thoát nhưng mà bệnh vẫn gì? Thuyên giảm. Để làm gì? Có những loài tinh mị. Những loài tinh mị, những loài quỷ thần, nó phải, nó muốn ăn. Ở thời buổi bây giờ, ví dụ nó không được ở đình, ở miếu. Các loại thần linh lớn có chức sắc thì người ta được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ. Thì bách gia chăm họ, đến để cúng lễ họ. Nhưng còn những loài quỷ thần, những loài tinh mị ở trong rừng sâu núi thẳm,
quỷ thần lợi dụng cái vấn đề gì? Lòng tin của người dân để lừa đảo, giống như những kẻ mà gì ạ? Những kẻ lừa đảo chúng ta thấy rồi, mới hôm qua báo chí bắt đầu đưa rồi. Một cái hệ thống, một cái công ty, thành lập một cái công ty. Cái công ty nó gọi là cái gì? Cái cào gì, cái thẻ cào gì mà gửi tiền vào á. Gửi tiền vào nó gọi là cái gì? Tôi không hiểu nó là cái gì. Cái gì? Tiền coi hay cái gì đó? À, đúng rồi, được, coi, đồng tiền coi. Từ coi, đồng tiền coi. Bảo là gửi cái đồng tiền này vào một năm sẽ được 200-300% tiền lãi. Lãi siêu ngân hàng. Ngân hàng thế giới, ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả trên thế giới này không có một cái ngân hàng nào mà gì? Huy động vốn mà gì? Lãi lại gì? Cao đến tới 200-300%. Đánh vào lòng tham của gì ạ? Của những người nhẹ dạ, của những người thiếu hiểu biết về pháp luật. Làm gì có cái một cái công ty nào huy động vốn mà gì? Mà lãi đến 200-300%, nó kinh doanh cái gì các quý vị? Kinh doanh cái gì chúng ta biết không? Chẳng có một cái ngành nghề kinh doanh nào mà lãi đến 200-300% mà lãi cả. Nếu mà kinh doanh cái ngành đó lãi á, thì Mỹ nó kinh doanh rồi. Mỹ nó đã kinh doanh rồi các quý vị. Mỹ nó kinh doanh cả thế giới để bằng cái đó rồi. Và cả thế giới sẽ mắc lừa thằng Mỹ rồi. Nếu kinh doanh cái đó mà lãi thì chính phủ Việt Nam cũng đã kinh doanh rồi. Có đúng không? Không bao giờ có. Trên thế giới này quy luật gì? Cái quy luật về kinh tế hay là cái vấn đề kinh doanh không có bao giờ kinh doanh mà cái gì nó lãi như thế cả. Và đấy, nói rằng trên 30.000 người đã bị cái công ty này nó lừa trong vòng có mấy năm qua. Và cách đây mấy hôm, công ty này tuyên bố gì? Phá sản, ông tổng giám đốc trốn sang Mỹ mất rồi. À, nó làm một cái đĩa, một cái băng nó gì? Nó tuyên bố phá sản trước khi nó đi Mỹ. Và khi nó sang Mỹ nó yên rồi một cái, vì ở bên này nó gì? Nó mới bật lên mạng là công bố công ty phá sản, tìm tới tất cả các gì con nợ đến, tìm đến để hỏi lại gốc á. Thì nó bảo là gì? Các nhân viên nó bảo chúng tôi chỉ làm người làm thuê cho ông chủ, chúng tôi không biết ông chủ đi đâu. Bó tay chưa? Hơn 30.000 người, hơn 30.000 người bị nó lừa chỉ có mấy năm. Đồng tiền coi đó, ở sân Tây này này cũng có Phật tử chơi đấy, có người chơi đấy. Có ai mà chơi cái đồng tiền này thì ở sân Tây hôm nay đi về thông báo cho họ khóc dần đi. Nếu chưa biết tin thì khóc dần là vừa. Có người nói với lái xe của thầy là gì? Lái xe thầy biết là có một người ở sân Tây, không phải là Phật tử, người làm ăn buôn bán sân Tây thôi. À, bảo là có 1.7 tỷ hay 1.8 tỷ á, đem đổ tất vào đấy hơn năm nay rồi. Và cô ấy khoe là gì? Bây giờ ấy, trong tài khoản của cô có trên cha 300.000 tỷ. Trên 300.000 tỷ mà có hơn một, có chưa đến 2 tỷ mà tài sản thì 1-2 năm nay mà có trên 300.000 tỷ. Và cô bảo bây giờ chỉ cần á, cô á, đi rút á, thì tiêu cả đời không hết. Thế còn bảo chú lái xe của thầy bảo gì? Mày có tiền á, chỉ cần gì? Có mấy trăm triệu vứt vào đây một năm sau ăn cả đời, không phải đi làm, không phải đi lái xe nữa. May lái xe của thầy nó cũng tỉnh. Đấy. Nó nói với thầy, nhưng hôm nay nói trước với chúng ta, ở trong hội trường này mà có ai đang đi chơi cái đồng tiền đó, nếu mà chơi đúng cái đồng tiền mà ông tổng giám đốc mà bỏ trốn, mà báo chí đưa lên và bây giờ họ đang kiện lên công an thành phố Hồ Chí Minh á, các mà kiện làm sao, kiện của khoai, do mình chơi mà. Mình chơi, kiện cái gì, nó chạy trốn sang Mỹ mất rồi. Đây là một hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân hiền lành, chất phác và cả tin, cũng như là khởi lòng tham của chúng ta. Người ta bảo là ngu thì chết, đúng không? Đó. Bây giờ đòi làm sao được? Nó chạy mất rồi còn đâu nữa. Giờ nó ở bên nước ngoài rồi, biết đâu mà. Mà cái tội phạm này thì không phải là tội phạm chính trị. Cho nên bảo đảng, nhà nước mình và Bộ Công an đi sang tận Mỹ để bắt nó về khó lắm. Nó khó lắm các quý vị. Trừ cái tội phạm chính trị thì đảng nhà nước mình mới chỉ mới vào cuộc một cách là, còn cái này tội phạm kinh tế này thì thôi, người ta vẫn sát sao, vẫn lùng bắt. Nhưng mà ai có thể gì điều động cả một cái lực lượng lớn để sang bên để bắt cho các vị đâu, khó lắm.
Còn đấy, đây còn một tổ chức nào nó tương đương với cái tổ chức đồng tiền coin như thế thì các Phật tử gì về báo cho người nhà chúng ta chuẩn bị đi ra mà đòi dần đi, không đòi được đâu. Hôm qua thì đọc cái bài báo, vô tình đọc cái bài báo và cái đồng tiền coin đấy, có một người là bị chơi 200 triệu mà một năm nay rồi, thế nó cũng ra, nó cũng cho rút, nó bảo gì ra rút, nó cho rút lãi, nó cho rút lãi 60 triệu, rút được lãi 60 triệu rồi. Nhưng mà gì? Bỏ 200 triệu nó rút được lãi 60 triệu, mình vẫn còn mất bao nhiêu? 140 triệu. Đấy. Cái cô ở trên sân Tây này và gì? Bỏ gần 1 tỷ 8 ra mua và trong tài khoản bây giờ nó hiện lên là gì? Gần 3.000 tỷ chứ. 3.000 tỷ, xin lỗi, 3.000 tỷ chứ không phải 300.000 tỷ, 3.000 tỷ. Trong tài khoản của cô ấy nổi lên là 3.000 tỷ và nói là gì? Họ cứ khất và tới đây mà được rút á, đến thời hạn rút á thì mới được rút, chưa đến thời hạn rút nó chưa thể đổi ra đồng tiền đô được. Cái đồng coin nó bao giờ bắt đầu đổi ra đồng đô mới rút được. Tức là đủ tháng đủ năm á thì nó lại là chơi một cái trò nữa là gì? Mà cái trò này nó thuê cả Cung Văn hóa Nghị Việt Xô nó họp đấy nhá. Hôm nọ nó họp ở tại đấy. Thì nó thuê nó họp. Và nó họp toàn họp nay địa điểm này mai địa điểm khác. Cái này thì chắc cũng phải có ý kiến với Bộ Công an vào cuộc ngay, không có nó lừa bà con chúng ta nhiều là khổ. Mà rốt thì chết là đúng thôi. Đó, rốt là chết là đúng thôi. Tham là chết. Các cụ bảo tham là chết mà. Tham là chết, không phải rốt đâu mà tham. Nó bảo là đúng là tham. Làm gì có cái chuyện huy động vốn 200 đến 300% vốn lãi một năm. Thậm chí nó còn khủng khiếp hơn là gì? Có 1 tỷ 8 mà một năm sau mà trong tài khoản của mình nổi hàng 3.000 tỷ. 3.000 tỷ siêu lợi nhuận. Chính phủ Việt Nam mà nghe thấy cái thông tin này thì có khi là Bác Phúc là cái muốn cấm cả ngân hàng của Việt Nam, tất cả cái hệ thống ngân hàng Việt Nam mình để vào cái hệ thống coin này thôi. Một năm sau thì đất nước Việt Nam nó thoải mái tiền xây dựng đất nước, đúng không? Nhưng có không? Chắc chắn không bao giờ có cái đó. Có cái đó thì ngân hàng Việt Nam của chúng ta đem đi gửi tiền, đem đi cho vay tiền người dân, làm gì bảo người dân tất cả thì gửi vào đó. Một năm sau từ 1 tỷ 8 được 3.000 tỷ. Tôi chả nói 3.000 tỷ, 1 tỷ 8 được 10 tỷ thôi cũng gì, thoải mái mà tiêu rồi. Nhưng điều quan trọng, hãy đợi đấy, 1 tỷ 8 chuẩn bị không cánh mà bay. Có khi nó bay hôm rồi mất rồi. Có khi nó bay theo cái ông hôm rồi mất rồi. Ở Hà Nội chúng ta có khi chỉ là một chi nhánh của cái ông hôm rồi nó bay thôi. Ở đây có ai chơi ông giơ tay xem nào. Có ai chơi không? Có khi chơi không dám giơ tay vì sợ thầy mắng cho là dốt. Khổ lắm. Cái người dân Việt Nam của chúng ta nó khổ ở một cái như thế. Tôi nói đây khổ một cái như thế. Cứ nghe người ta nói một cái là tin ngay và không lấy trí tuệ ra để, không đặt câu hỏi, không lấy trí tuệ để thẩm định xem cái việc đó nó có logic không, có khoa học không, và có được Đảng, Nhà nước thì Chính phủ công nhận không, vân vân. Lúc nãy bảo là bà có hai bằng, cái cô lúc nãy bảo cái bà Chanh là có hai bằng y tế đúng không? Hai bằng y tế làm gì, học trong vòng có mấy năm, từ năm 2013 bà 13, 14 bà vẫn chưa đi học. Năm nay năm 2010 mấy? 18. Có 4, 5 năm mà học được hai bằng y tế mà trong khi đó là gì? Bà vẫn đi hái thuốc chữa bệnh cho người nhà ở nhà. Đêm đêm lên rừng hái thuốc. Đêm đêm lên rừng hái thuốc, ngày về thì chữa bệnh. Thời gian đâu mà học 4 năm trời học được hai cái bằng về ngành y. Mà ngành y thì học thường mấy năm các quý vị? Mấy năm? 7 năm mới được một cái bằng y đúng không? 7 năm mới được cái bằng. Mà bà ấy học siêu đến nỗi là gì? 4 năm, 5 năm được hai cái bằng. Bảo là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến tận nơi để bảo đi học ấy. Cái này tôi đánh với dấu hỏi. Còn bảo Hòa Thượng Quảng Tùng có đến đó? Có thể có. Vì cô có xuống chùa của Hòa Thượng Quảng Tùng rồi và hát hai lần ở dưới chùa Hòa Thượng Quảng Tùng rồi. Thì Hòa Thượng Quảng Tùng ấy thì ngài là bậc gì? Có chức sắc trong giáo hội. Tôi không dám bản cãi. Nhưng mà Hòa Thượng thì chuyên về bắt ma, bắt quỷ. Cho nên cũng có thể là gì? Cái chuyện này Hòa Thượng thì thấy nó hợp gu Hòa Thượng đến thăm nhà. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện riêng của Hòa Thượng. Không ai dám nói như cái gì cả, đúng không?
không ai cấm Hòa Thượng đến nhà cô ấy, và cũng không ai cấm cô ấy đến nhà, đến chùa của Hòa Thượng được. Cái này là trừ rằng người ta làm cái việc gì phi pháp thì các cơ quan pháp luật, nhà nước mới vào cuộc. Còn người ta đến chùa lễ Phật hoặc là Hòa Thượng đến nhà thăm và làm lễ cho bà ấy, đó là chuyện bình thường, đúng không? Vẫn bình thường thôi, không có sao cả. Chúng ta thấy. Còn ở đây các quý vị nào muốn chữa bệnh cứ lên đó, nó không sao đâu. Nhưng Phật tử ở trong đạo tràng nào, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngay ngày hôm nay, ở trong tổ trưởng, tổ phó trong đạo tràng, hãy cho mấy người đó ra khỏi đạo tràng. Thầy không chấp nhận những Phật tử của Thầy trong đạo tràng đó sinh hoạt như vậy. Nhớ, Phật tử ở đạo tràng nào nếu không cho ra khỏi đạo tràng, cũng xóa cả đạo tràng đó luôn. Nếu vẫn cho Phật tử đó sinh hoạt ở trong đạo tràng và rút lại không cho sinh hoạt ở trong đạo tràng luôn, và cũng không cho vào tụng kinh Địa Tạng hay là vào tu tập ở đây luôn. Gần Thầy nghe giảng mấy năm nay mà không hiểu gì là nhân quả, không hiểu gì là Phật Pháp, còn dẫn cho đại chúng đi gì lầm đường lạc lối. Cái thân bệnh, mình biết vì sao mình bệnh? Vì đời trước kiếp trước gieo nhân ác, đời nay mình phải thọ cái báo ấy, mình không chịu trả. Hôm nay mình tìm mọi phương, mọi cách để trả, nhưng nó không trả đúng, không trả đúng. Người tu Phật gì mà bà cứ tụng kinh là có xoáy cái đấy mà bảo Phật à? Không có cái chuyện đó. Thậm chí các vị biết mà, đệ tử của tôi bảo có thần thông, tôi còn không chấp nhận cơ mà. Rồi mấy năm trước, sư ông một đệ tử của Thầy Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp ra tu ở chùa Pháp Vân và xin lên nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Thầy phát nguyện nhập thất 3 năm, nhưng mà mới chưa đầy 1 năm. Thì Thầy nói rằng Thầy thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thấy chư Phật đến để thọ ký cho Thầy, và Thầy viết lên cái bức tranh ở trên cái tường nhà thất của Thầy, cái tường thất ở trên chùa Tản Viên là gì? Ngày nào Phật đến, Phật đến. Và thậm chí thì Thầy còn không ăn uống nữa. Thầy tu chỉ có gì? Mấy ngày thì không ăn một cái gì cả, và Thầy chỉ uống nước thôi. Và đêm đến thì trong phòng, trong nhà thất của Thầy không cần bật điện, Thầy vẫn gì? Điện phòng Thầy tự nhiên nó sáng ra, và Thầy còn nhìn thấy tất cả các đồ vật không cần phải dùng đến đèn điện. Tôi nghe đệ tử tôi nói thế, tôi bảo gì? Hỏng rồi. Tôi bảo sư mà tu như thế là hỏng rồi. Trước khi ông ấy đi vào thất, Thầy đi vào thất, tôi đưa cho Thầy 3 quyển Bát Nhã. Cái bộ Bát Nhã đó, bộ Đại Bát Nhã đó, tôi bảo Thầy nên gì? Nên mang khi Thầy nhập thất, bằng cái kinh nghiệm của các tổ ngày xưa và chúng con cũng đã trải qua, Thầy hãy mang theo bộ kinh này. Nếu khi nào thấy mà có vấn đề gì đó, hoặc là mỗi ngày Thầy cố gắng thọ trì đọc tụng lấy 1 đến 2 lần cái bộ Bát Nhã này. Bộ Bát Nhã là gì? Bộ Đại Bát Nhã chính là mẹ sinh ra chư Phật. Bát Nhã chính là trí tuệ. Trí tuệ tức là mẹ sinh ra các đức Phật. Mà chúng ta tu tập theo Phật Pháp là phải có trí gì? Trí tuệ, để nhìn nhận các pháp, đâu là tà, đâu là chính, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Theo cái cách gì? Cách dạy phát Bồ Đề Tâm của Ngài Tỉnh Am Đại Sư. Đó. Khi mà tôi nghe thấy mấy đệ tử tôi khoe rằng á, Thầy ấy tu ở trên thất chùa Tản Viên, biết trước ngày giờ vãng sinh, ghi ra được cái gì ở ngoài cái tấm vách, và thường xuyên nói chuyện với chư Phật và Bồ Tát đêm đêm, không cần ăn, chỉ uống nước vẫn sống. Xin thưa các quý vị, ở trong chùa chúng ta thì cũng có cái phương pháp nhịn ăn để chữa bệnh, nhưng tôi chỉ cho cái đó nhịn ăn để chữa một số những căn bệnh nhất định về thân thể. Chứ còn chúng ta muốn chữa được căn bệnh sinh tử, căn bệnh khổ đau, về chữa căn bệnh về gì? Về tâm. Đức Phật dạy gì? Không được tham, không được sân và không được si. Tham, chúng ta tham để cho cái tâm thân chúng ta khỏe mạnh lâu dài, 100 tuổi, 200 tuổi vân vân đó, như là một cô tiên, như là một bà tiên đó, đó cũng là tham. Tham sống sợ chết cũng là tham. Cho nên á, chính tôi cũng đã nhìn gì? Tôi cũng đã nhìn ăn mấy lần rồi. Lần thì 15 ngày, thần lần thì 21 ngày. Không ăn một cái gì, chỉ có uống nước thôi, không có chết đâu. Và trong chùa chúng ta cũng có gì? Các sư nhìn ăn 49 ngày đầy ra rồi.
các sư cô, các sư ông, sư bác nhịn ăn 49 ngày rồi. Có sư đã nhịn cả 100 ngày rồi. Còn cái chuyện nhịn 31 ngày với cái cô Chanh này, mà mỗi ngày thì cô nói là cô nhịn, mỗi ngày cô nhịn cô chỉ ăn 6 quả cam. Ngày nào cô nhịn cô cũng ăn 6 quả cam, chiều 3 quả và tối 3 quả, tối lại đi lên rừng để hái thuốc. Cô nhịn mà cô gì vẫn 6 quả cam. Còn tôi nhịn thì mỗi ngày tôi chỉ có một quả chanh với một vài cốc nước thôi. Cái phương pháp nhịn ăn để chữa bệnh nó cũng có cái phương pháp của nó. Nhịn ăn nhưng mà khi đó là dưỡng khí, rồi vận động bằng cái cách gì? Vận động khí, nhưng cái đó để là chữa bệnh thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là thần tiên, cái đó là gì? Thần thánh, không phải đâu. Nhưng mà tôi không chấp nhận các đệ tử, các Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta gì? Đi lầm đường lạc lối. Còn những người dân họ đến đây để chữa bệnh, thầy khẳng định là gì? Thầy không phải là bác sĩ, cho nên thầy không chữa bệnh được đâu. Các quý vị muốn tìm để chữa bệnh thì có thể tìm đến đó, đó là quyền của các vị. Nhưng đã là Phật tử trong đạo tràng, phải đi đúng chính pháp, phải hiểu được nhân quả, tin sâu nhân quả,